và cô Dị Thảo rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, có một hôm em đi ăn trưa với bạn thì được ăn một món cá kho rất là ngon. Mà khi hỏi người bán thì được biết là đó là món cá thu Nhật kho. Mà cô Thảo là đầu bếp đảm đang của em, cô chỉ cho em làm món này đi. Đảm đang thì cô không có dám nhận, nhưng mà nếu mà Tuyết Vinh thích cái món cá thu Nhật kho như vậy á, thì cô không biết là Tuyết Vinh có biết cá thu Nhật nó như thế nào không? Thật ra thì em cũng không biết là nó dài ngắn như thế nào. Nhưng mà có một điều quan trọng và em biết chắc chắn là đúng 100% luôn. Đó là cá thu Nhật kho lên ăn ngon lắm cô ơi. Không những ngon mà lại còn rẻ nữa. Cho nên với món cá thu Nhật á, thì các bà nội trợ rất là thích chọn lựa để làm một cái món ăn cho gia đình của mình. Và nếu mà chúng ta còn phối hợp chung với lại những cái loại trái có vị chua như là cà chua này hoặc là thơm nè, để kho chung thì chắc chắn là ăn với cơm rất là bắt á. Quý vị thấy không, chỉ cần nghe cô Thảo nói thôi là đã thấy món ăn rất là ngon rồi. Mà đặc biệt ngày hôm nay trong chương trình chúng ta, cô Thảo lại có bàn tay rất là khéo léo nữa, thì món ăn của mình vốn dĩ đã rất ngon này còn ngon hơn nữa. Ủa mà cô đâu có nói là bữa nay cô làm món cá thu Nhật kho bao giờ đâu. Cô làm em mừng hộp luôn. Cô nói đùa vậy thôi chứ cũng không để phụ lòng mong mỏi của Tuyết Vinh. Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu một món ăn mà chế biến từ cá thu Nhật nè, nhưng mà phối hợp chung với lại thơm, cho thêm cà chua nữa, và đặc biệt có thêm nước dừa xiêm tươi nữa. Đó là món cá thu Nhật kho nước dừa. Để thực hiện món cá thu Nhật kho nước dừa, chúng ta cần chuẩn bị 2 con cá thu Nhật khoảng 300g, 1/4 trái thơm, 1 trái cà chua, hành lá và ớt hiểm, củ hành tím băm, ớt sa tế, 1 trái dừa xiêm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên á, là chúng ta sẽ cắt cái phần hành lá này ra trước, tại vì cô sẽ sử dụng cái phần cọng hành lá này để cô cho vào phần bụng của con cá, để cho cái phần cá chúng ta kho xong nó được thơm hơn. Đập dập cái phần cọng này, sau đó cô sẽ cắt khúc, cho hết phần hành lá ra. Thơm cô cũng cắt miếng vừa ăn. Phần cà chua thì chúng ta sẽ cắt muối. Phần ớt hiểm này á, Tí Minh biết không, cô sẽ đập dập nó ra. Cô sẽ để nguyên trái ớt hiểm này vào trong nồi cá kho. Cá thu Nhật mua về á, thì chúng ta rửa cho thật là sạch. Và sau đó cô sẽ cắt ra làm 3 khúc như thế này. Trong cái trường hợp á, mà chúng ta thích cái vị nhân nhẫn của cá đó, thì chúng ta sẽ để nguyên cái phần ruột. Còn nếu mà chúng ta không thích đó, thì chúng ta sẽ bỏ cái phần ruột này đi. Đầu tiên là cô cho vào khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 2 muỗng canh nước mắm nè, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường, củ hành tím băm này chúng ta sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh, và 1 muỗng cà phê ớt sa tế. Còn cái phần đầu hành này á, cô sẽ cho nó vào trong giữa cái bụng cá nè, để cho cái phần bụng cá nó sẽ thấm gia vị và nó thơm ngon hơn. Đó cũng là một bí quyết rất là hay khi mà làm cá thu Nhật kho phải không cô? Cho nên là quý vị khán giả hãy cùng Tuyết Vinh ghi nhớ điều này nha. Chúng ta sẽ cho đầu hành đập dập vào trong bụng của cá thu, thì lúc đó chúng ta kho thì cá thu sẽ được thấm đều và ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho cá thu thấm gia vị. Tiếp theo thì cô Thảo sẽ làm gì đây? Cũng không cần chờ lâu, cô cho gia vị vào và chúng ta ướp như vậy là chúng ta sẽ qua cái bước kế là cô đặt chảo lên bếp nè. Ủa, bộ cô Thảo định kho trong chảo hả? Sao lại đặt chảo lên? Thật ra thì người ta kho cá trong chảo cũng được chứ có sao đâu. Nhưng mà không phải, bữa nay cô sẽ kho trong một cái nồi đất. Nhưng mà cô sẽ đặt chảo lên trước và cô sẽ xóc cá trước để cho cá thật là thấm gia vị. Là vì chúng ta không có thời gian để mà chúng ta ướp cá lâu. Cho nên khi cô xóc cá trước như vậy sẽ làm cho cá săn và thấm gia vị sẽ nhanh hơn. À, như vậy là nếu như mà mình muốn tiết kiệm thời gian thì mình sẽ xóc cá trước không cô? À, quý vị khán giả ơi, một bí quyết rất là hay đúng không, mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Đó là nếu như quý vị muốn cá thấm nhanh hơn thì chúng ta có thể xóc cá trước. Và lúc đó thì món cá thu của chúng ta sẽ ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ cô sẽ cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn nè. Dầu bây giờ cũng nóng nè, cô sẽ cho hành tím vào. Cô phi hành tím này cho vàng thơm. Khi hành tím đã bốc cái mùi thơm lên rồi thì chúng ta sẽ trút hết cái phần cá này vào. Và cô sẽ trở đều cái phần cá này. Dạ. Cô sẽ cho luôn mấy cái trái ớt hiểm này vào luôn. Dạ. Bây giờ cô đã xóc xong cái phần cá rồi, để cá qua một bên. Bây giờ mới là cho cái nồi đúng theo ý của Tuyết Vinh nè. Lại phi hành tím nữa cho thơm. Dầu cũng nóng rồi, cô cho hành tím vào. Tiếp tục cho cà chua và thơm vào. Rồi, cô cho cà chua với thơm vào. Rồi bây giờ cô mới trút hết cái phần cá vào.
Cuối cùng thì đổ nước dừa vào. Cô sẽ cho thêm một muỗng cà phê hạt nêm Magingon nữa nè. Thêm khoảng chừng một muỗng canh nước mắm nữa. Chúng ta để lửa nhỏ một chút xíu và chờ cho cái phần nước cá kho này cạn bớt là được rồi. Mình chỉ còn cho thêm hành lá vào nè. Sau đó là cô rắc thêm một chút tiêu nữa. Như vậy là xong. Cô sẽ múc cá ra dĩa. Sau đó là thêm phần thơm nè, với lại cà chua sang một bên, với lại hành lá nữa. Cô sẽ lấy cho Tiết Vinh một khúc cá nè. Cảm ơn cô Thảo. Bây giờ thì em sẽ nếm thử một miếng cá rất là to nè. Một ít hương. Công nhận đó nha, lần trước Tiết Vinh đã được ăn cá thu nhật kho rồi. Mà ngày hôm nay cô Thảo kho còn ngon hơn nhiều nữa. Cá vừa mềm vừa ăn nè, béo và còn thơm nữa đó cô. Ăn với cơm thì đúng là ngon hết sảy luôn. Món ngon giao mùa. Cảm ơn cô Thảo rất nhiều ngày hôm nay đã chỉ em thực hiện món này. Và quý vị khán giả của chúng ta, nếu như có món ăn nào quý vị chưa biết cách thực hiện thì hãy gọi điện đến ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 083-823-7557. Đó chính là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Hoặc gửi thư đến hòm thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý vị. Còn bây giờ thì cô Dĩ Thảo và Tuyết Vinh xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.